Video này dành cho các bạn mong muốn làm công việc R&D. Vậy thì bạn có muốn làm công việc R&D trong một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm hay không? Bất kể bạn là sinh viên đang theo học ngành công nghệ thực phẩm, muốn tìm hiểu về ngành R&D hoặc là bạn định hướng sau này ra trường làm theo nghiệp R&D, bất kể bạn đang là nhân viên QA, QC hay bạn đang làm sản xuất trong doanh nghiệp thực phẩm và đã có nhu cầu mong muốn chuyển sang làm công việc R&D, vậy thì video này đích thị là dành cho bạn. Khóa học R&D thực chiến của Vinorganic, mình sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm của một nhân viên R&D cần có. Mình sẽ hướng dẫn giải đáp cho các bạn về công việc R&D, giúp bạn có thể khai phá được tư duy, nâng cao nhận thức, hiểu biết và kỹ năng cốt lõi để làm tốt một công việc R&D. Lộ trình của khóa học cụ thể mình sẽ hướng dẫn các bạn qua từng cái buổi học. Buổi đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để xây dựng ý tưởng, lọc ý tưởng và định hướng ý tưởng. Buổi thứ hai chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng quy trình và triển khai các ý tưởng được sàng lọc đó. Ở buổi thứ ba mình sẽ cung cấp cho các bạn kỹ năng triển khai để xây dựng được công thức của sản phẩm. Ở buổi thứ tư mình sẽ hướng dẫn các bạn triển khai công thức sản phẩm trên máy thiết bị thực tế. Và buổi cuối cùng ta sẽ đánh giá sản phẩm như là tổng kết khoa học. Mình sẽ đồng hành cùng các bạn xuyên suốt khoa học để giúp các bạn có thể học, hiểu, các bạn có thể được mình, được nghề. Đây toàn bộ là những kiến thức thực chiến rất là tâm huyết mình đã đúc kết trong suốt hơn 10 năm qua trong quá trình nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất thực phẩm cho rất nhiều các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Và hy vọng rằng khóa học này đó là một cánh tay trợ lực cho các bạn, cung cấp cho các bạn rất là nhiều các kiến thức bổ ích để các bạn có thể phát triển tốt, theo đuổi tốt cái ngành, cái nghề R&D của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn tại khóa học R&D thực chiến do Vinorganic tổ chức vào ngày 21 tháng 10 năm 2024 nhé.